Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi game kinh dị lúc 3 giờ sáng. Đúng vậy, chơi game kinh dị lúc 3 giờ sáng là 3 giờ sáng ở ngoài đời thật chứ không phải là 3 giờ sáng trong game nha các bạn nha. Tôi không hiểu sao mà có nhiều bạn fan thương tôi ghê luôn á trời. Bảo là thương tôi, yêu tôi mà bắt tôi chơi game kinh dị lúc 3 giờ sáng là chết tôi rồi. Trời là trời. Ê, ok, thì ngày hôm nay mình sẽ chơi một cái tựa game mà có rất là nhiều bạn đã đề xuất cho mình và bảo mình là anh ơi anh hãy chơi thử game này đi. Đó chính là game đo mấy bạn ạ, cánh cửa. Cánh cửa là sao ta? Tôi không rõ cái game này sẽ chơi như thế nào hết, nhưng mà theo những gì mà Siro đã giới thiệu cho tôi về cái tựa game này thì khi mà vào trong game này á là hình như là chúng ta cần phải vượt qua thật là nhiều những cái cánh cửa để chúng ta có thể đến được cánh cửa cuối cùng. Ok, nghe cũng có vẻ là hấp dẫn đó. Nhưng mà tôi đây là lần đầu tôi chơi cái game này cho nên có nhiều cái tôi không biết hoặc là có thể tôi sẽ chơi hơi dở, cho nên mấy bạn hãy thông cảm cho tôi nha. Còn những tập sau á tôi sẽ cố gắng vượt qua nhiều cánh cửa hơn đó. Nói chung là hôm nay tôi sẽ cố gắng vượt qua được tầm 20 mấy cánh cửa đi. Ừ, 20 mấy cánh cửa là chắc là được rồi. Chứ tôi nghĩ là lần đầu chơi tôi không nào vượt qua hết đâu, tại vì tôi chưa hiểu cái luật của game này lắm. Ok, được rồi. Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video nha bạn nha. Và trước khi vào video này các bạn đừng quên hãy để tôi một like, một share và nhấn subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình, và cũng đừng quên hãy đăng ký họ cho tất cả thành viên của Hero Team nữa nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu hay nào. Let's go. Chắc là tôi mới chơi nên tôi sẽ thử tìm hiểu game một tí, tôi sẽ vô trong phòng một người đi. Ok. Rồi, để tôi xem coi cái trò này chơi sao đây. Đầu tiên vào trong đây thì tôi có thể thấy là chúng ta đang ở trong một cái căn phòng nhìn khá là âm u các bạn ạ. Trời, cái gì đây? Ở chỗ này có một cái bức tranh nhìn đáng sợ thật sự. Ok, để tôi xem coi. Cái này là chìa khóa đúng không? Lấy chìa khóa nè. Theo như mà tôi xem mọi người chơi cái game này trên YouTube á thì hình như là nhiệm vụ của chúng ta đơn giản là phải đi kiếm những cái vật phẩm làm sao để có thể gọi là mở cửa để đi qua hết tất cả những cánh cửa thì chúng ta sẽ giành được chiến thắng. Ok ok. Mà tôi nghe đâu hình như cái trò này trong lúc mình chơi á là mình sẽ bị thêm mấy con ma, mấy con quỷ đồ kiểu nó đuổi kiểu nữa. Cho nên là tôi cũng hơi ráng các bạn ạ. À. Ê cái gì chứ, tôi sợ mấy game kinh dị lắm. Mà bây giờ tôi còn đang chơi trong lúc 3 giờ đêm nữa chứ, thiệt sự. Rảnh ghê á, chơi game kinh dị mà chơi lúc 3 giờ đêm trời. Ok ok. Không sao, nhưng mà nói chung là mấy bạn thử thách thì ok, tôi sẽ làm. Mấy bạn tưởng là chơi game lúc 3 giờ tối có thể làm khó tôi được hả? Cái gì bên kia nó có cái bức tranh nhìn đáng sợ dữ vậy? Nãy tôi giật mình luôn, tôi cứ tưởng là có ai đứng bên đó chứ. Ok, phòng số 6 nè, đi qua bên đây. Rồi, phòng số 7. Ủa vậy là giờ mình cứ đi như thế này đến khi nào mình đi được đến cánh cửa cuối cùng thì mình thắng đúng không? Có cách nào để chạy nhanh hơn ta? Sao mình thấy con nhân vật của mình nó cứ đi bộ chậm chậm thế nào á? Ok, phòng số 9 nè. Vẫn chưa có cái gì đáng sợ xảy ra hết. Phòng số 10 thì hiện tại nó bị khóa cửa rồi, cho nên giờ mình phải đi kiếm một cái chìa khóa. Ok. Trong này có không? À, này không có. Cái này là cái tủ để chui vô trốn mấy bạn ạ. Mà trốn thì bình thường chỉ có ma đuổi thì mới trốn thôi. Trời. Sao mà tôi không biết. Tại vì là tôi chưa xem cái đến cái đoạn, tôi chưa xem người ta chơi đến cái đoạn mà thấy con ma đó, cho nên tôi chưa biết con ma nhìn nó đáng sợ cỡ nào các bạn ạ. Hơi là thấy rung rung ạ. Sao phòng tối thui vậy? Có chuyện gì không trời? Ok, vậy tôi đi vô xem thử. Ôi, tới thui luôn trời, tôi không thấy được gì luôn á. Ok, ở trong đây tôi thấy có những cái bức tranh. Và những cái bức tranh này nó khác ở chỗ là nó có một cái vòng tròn so với những cái bức tranh kia. Những bức tranh kia hình như không có vòng tròn này. Chẳng lẽ nhiệm vụ chúng ta là sẽ phải là phải sắp xếp lại mấy cái bức tranh này. Ok ok. Đó, cho nó đúng với lại cái hình của nó đúng không? Hình như cái hình này không đúng lắm. Cái hình này là cần phải bức tranh khác. À đây, bức tranh bên này, đây. Đó, xếp bức tranh vô cái là mình sẽ mở được phòng đúng không? Ui, tôi ui. Cái gì á? Cắm vào bị đẩy khỏi bởi hai là ai ta? Rồi tôi bị mất một đống máu luôn. Vậy có nghĩa là tôi chui vô cái tôi cứ tưởng là có con gì tới, tại tôi nghe có cái tiếng gì đó mà tôi nghe Siro bảo với tôi là mỗi lần mà chúng ta thấy cái con thấy cái tiếng gì đó chúng ta nên chui vô trong tủ để mình trốn. Hóa ra là không phải, thì ra là cái con gì đó nó đẩy tôi ra ngoài. Ok, phòng số 15 này nè. Rồi tôi nghe có cái tiếng gì nha, Oh my god. Trời, mấy bạn ơi may quá tôi nghe được cái tiếng gì đó xong tôi chui vô tủ ở trốn. Oh my god, sợ nha. Số 18. Ôi, tôi bắt đầu thấy cái trò này sợ nha. Mới đầu tôi thấy nó còn bình thường, chỉ đơn giản là đi qua mấy cái chỗ này thôi, nhưng mà tôi bắt đầu thấy nó sợ rồi đó. Rung rồi đó. Ok, cửa số 20 nè. Sao bắt đầu tôi cảm thấy rung rồi mấy bạn ạ. Đáng lẽ là tôi mới chơi thì tôi nên chơi chung với những người chơi khác chứ tôi không nên chơi một mình. Cửa bên này là số 21 nè, cửa bị khóa nè. Vậy là bây giờ chúng ta cần phải nhiệm vụ chúng ta là đi kiếm chìa khóa để mở.
Ok, có cái chìa khóa nào quanh đây không? Ok, trong này không có nè. Ồ, quá trời xu luôn bạn ơi. Hợp lý, được được được. Ờ, ở đây có xu nè, với lại một cây bút chì. Cái bút chì có làm được gì không ta? Ui, sao mà tôi thấy rung rung thế nào? Kiểu mình chơi game mà mọi thứ xung quanh nó cứ im lặng quá, mình cũng gọi là hơi sợ sợ ráng ráng á bạn. Ồ, toàn là xu mà hình như là mấy cái đồng xu này nó cũng có lệ hay sao á. Cái tiếng gì đó. Hình như là tôi nghe thấy cái tiếng gì đó bạn ạ. Ôi, không phải. Hình như là cái tiếng gì đó phát ra, nó chỉ hợp lý khi mà có một cái con gì đó nó bay lướt qua như hồi nãy thôi. Chứ nếu mà chúng ta chui xuống gầm giường mà chúng ta mà cái con kia nó không lướt qua thì chúng ta sẽ bị một cái con gì đó ở bên dưới gầm giường nó sẽ đẩy mình ra ngoài. Ok rồi. Ôi, cái phòng này nó phát ra ánh sáng màu xanh nè. Ui, chìa khóa, cánh cửa số 21. Đây rồi, kiếm được chìa khóa rồi. Trời heo, cái gì vậy trời? Oh my chui. Ôi trời ơi, tôi còn có một chút xíu máu thôi à. Oh my god, rung quá. Mấy bạn biết tôi đang chơi game lúc 3 giờ tối mà bây giờ mà kế bên phòng của tôi là phòng của anh Dịch. Mà tôi mà like thế này mà anh Dịch ảnh mà nghe được chứ anh qua anh nắm đầu tôi cũng đấm luôn quá. Xin lỗi anh Dịch nhiều nha, nhưng mà bởi vì là mấy bạn yêu cầu em chơi game lúc giờ này cho nên là em cũng đâu muốn đâu. Cách làm đây để mình chạy không ta? Sao tôi thấy toàn ngồi mà không có nút nào để chạy hết các bạn ạ. Ok. Mở cửa nè, có ai đó không? Đừng có hù tôi nha. Đừng có ai hù tôi nha, chào mấy ba. Ui, tới thui mấy bạn ơi, sao mà tôi thấy game tới thui à? Không biết mấy bạn có cảm thấy sợ không chứ. Ôi, đèn chớp. Thấy không, đèn chớp là có biến. Ui, may quá. Ui, có con gì đó mới vừa chạy ngang qua. Oh my god, tôi biết ngay mà đèn chớp là có biến mà, trời. Trời, thật sự mình chơi cái game này mình vừa phải đi giải mã, mình cũng phải vừa phải coi xung quanh coi có con gì đang đuổi theo mình hay không. Oh my god. Ở chỗ này tôi thấy có một cái con mắt nè. What? Trong cái phòng có gì hôm nay, đừng ai hù tôi nha. Đây, trong này tôi thấy có một miếng băng cứu thương. Yes, tôi hồi máu được. Ok. Tủ bên dưới có gì không? Toàn là xu mà. Ừ, trong này hình như là có miếng băng cứu thương có thể giúp hồi máu nè. Cho tôi một hai miếng băng cứu thương được. Cho tôi nguyên hộp băng cứu thương đi. Chứ từ nãy giờ tôi sợ. Trời ơi, có thể cứu thương hồi máu được trong game nhưng không thể nào cứu được trái tim đang bị tổn thương của tôi đâu. Oh my god, sợ quá trời đất. Nói chung là có nhiều bạn sẽ bảo là trời ơi sao anh không nhát quá vậy, chơi cái game hả mà cũng sợ, nhưng mà sợ thiệt. Ừ, mấy bạn phải thử chơi bạn mới thấy sợ. Bạn nào chưa chơi thì bạn chứ sẽ không thấy sợ đâu, nhưng mà chơi rồi mới thấy sợ. Còn riêng mình đó nha, là mình còn riêng mình đó thì chắc là mình mới chơi. Không sợ. Cái con nó mà sợ cái gì? Cái con bé tẹo nó mà sợ cái gì? Không sợ. Nói chung mà tôi mới chơi cho nên là gọi là nè. Tôi hơi cung cung thôi. Trời ơi. Không sợ. Ui. Cái con quỷ đó. Ủa, con quỷ là con gì vậy? Cái con quỷ là con gì trời? Oh my god. Riêng ở trong đây là tôi thấy là nó không có một cái đồ gì có thể lấy được á nha. Có cái tủ nè, có gì ở đây không? Chỗ này chơi sao ta? Bên này thì phải chơi như thế nào trời? Có bạn nào biết cách chơi không chỉ mình chơi? Rồi, tôi nghe có tiếng con gì đó rồi. Nó ở đâu? Ủa? Bị con nó hù vẫn bị chết hả ta? Nếu bạn nghĩ nó ở gần, kiểm tra xung quanh và nhìn vào mặt nó. À, rồi. Tôi hiểu rồi các bạn ơi, có nghĩa là cái con đó là khi mà thấy nó bám vô người chúng ta, chúng ta biết nó bám vô người chúng ta thì chúng ta không nên nhìn vào mặt nó, mà chúng ta sẽ thua. Ok. Tính ra tôi mới chơi lần đầu mà tôi đến từ cái cổng số 27 là tôi chơi giỏi hay là tôi chơi dở ta? Tôi không biết nữa. Rốt cuộc là tôi chơi dở hay là tôi chơi giỏi tôi không biết nữa, nhưng mà ok, thôi nói chung là game này cũng là một game khá là hay đó. Nói chung là trong tập này thì mình sẽ đi đến cửa 27 thôi. Tập sau mình sẽ cố gắng đi đến cửa gấp đôi luôn đi. Mình sẽ đi đến cửa 40 luôn. À, cái to thôi chứ không biết có đi được hay không. Nói chung là mấy bạn có thể nào đừng thử thách mình chơi những cái game kinh dị như thế này vào lúc 3 giờ tối nữa được. Oh my god, rồi xong. Tôi sợ quá mà rớt kính luôn nè các bạn. Nói chung là cái game này á, mấy con quái vật nó cũng không đáng sợ lắm. Ừ, từ nãy giờ tôi cũng đâu có sợ chút nào đâu. Trời ơi. Mình mới chơi. Đâu có sợ gì đâu bạn. Thôi được rồi. Ok, mình nghĩ là video đến đây cũng rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như anh em nào muốn mình tiếp tục chơi tiếp cái game đo này và muốn mình đi tiếp những cánh cửa tiếp theo nữa, hãy comment xuống bên dưới và nhấn nút like cái video này. Mình sẽ chơi tiếp nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Tạm biệt. Bye bye. 3 giờ sáng còn bắt chơi game kinh dị. Mấy bạn fan yêu tôi ghê á, thương tôi ghê á.